Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh Xe Đạp Quang Lâm. Các bác ơi, ngày hôm nay thì em sẽ làm một cái video để hướng dẫn các bác lắp xe, và cụ thể cái bản xe ngày hôm nay là bản xe mang tên là Twitter R12RS24 nha bác nhé. Và có rất là nhiều bác thì đã hỏi em về cái cách lắp những bản xe ở bên em, thì em cũng làm rất là nhiều video hướng dẫn rồi. Và ngày hôm nay thì em sẽ làm video để hướng dẫn các bác lắp cái bản xe Twitter R12RS24 này nhé. Và cái bản xe bên nhà em ấy thì cũng được căn chỉnh và lắp sẵn cho bác 80% rồi. Để về các bác chỉ cần lắp 20% còn lại thôi ạ. Thực ra cũng rất là đơn giản, rất là dễ lắp thôi. Em tin chắc rằng các bác qua cái video này của em thì chắc chắn là sẽ lắp được xe nhé. Bên nhà em thì từ bên em gửi về thì xe sẽ nguyên đai, nguyên kiện, nguyên thùng nha các bác ơi. Đấy, hàng là hàng chuẩn công ty 100%, có chế độ bảo hành như công ty. Lỗi là do nhà sản xuất thì bên em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nha. Thế nên là các bác cứ hết sức yên tâm với em. Đây ạ, camera của em ở đây một chút. Và em sẽ nhờ bạn kỹ thuật bên em nhé, nhờ bạn kỹ thuật bên em hướng dẫn. Khi từ bên đại lý nhà em xe gửi đi cho các bác thì cũng sẽ được bọc một cách cẩn thận như thế này nha các bác ơi. Đây ạ, bọc mút xốp này rất là cẩn thận nhá. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây. Đấy, để trong cái quá trình mà vận chuyển xe đến cho các bác thì xe nó sẽ không bị trầy xước nhá, không bị xước sát gì, đảm bảo cái độ đẹp, độ an toàn của xe. Đấy, rất là yên tâm luôn rồi đúng không ạ. Và cái bản xe ngày hôm nay em lắp cho các bác là một bản xe có cái màu đây, gọi là màu xanh đổi màu nha bác ơi, hay là còn gọi là màu xanh tím đấy ạ. Màu rất là huyền ảo luôn, cực kỳ là đẹp luôn. Bản xe này hiện tại bên em đang được các bác ủng hộ rất là nhiều, bởi bản xe cực kỳ là hot luôn. Và bên em thì là một đại lý được công ty ủy quyền, sẽ có đầy đủ các cái phân khúc xe từ tay ngang cho đến tay cong, đầy đủ các bản xe ở các phân khúc giá khác nhau. Đấy, từ giá bình dân này cho đến những bản xe có giá tầm trung và cho những bản xe có giá cao cấp thì bên nhà em đều có phục vụ các bác nhé. Thế nên là các bác mà có nhu cầu đấy, muốn mua xe hay là muốn tham khảo mẫu xe nào thì các bác gọi ngay vào cái số hotline em để ở trên góc màn hình. Đấy, số hotline của nhà em có Zalo. Bên nhà em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn cho bác một cách nhiệt tình nhất, một cách nhanh chóng nhất, giúp các bác có thể dễ dàng chọn ra được cho mình những cái bản xe có cái size số phù hợp với chiều cao của mình. Địa chỉ của nhà em thì ở Tân Trung này, Tân Yên, Bắc Giang. Những bác nào mà ở gần thì có thể đến trực tiếp để xem xe, để đi thử xe, để trải nghiệm xe. Còn những bác ở xa mà không đến được thì cũng không vấn đề gì, các bác cứ liên hệ trực tiếp qua cái số điện thoại em để trên góc màn hình nhé. Đấy, và khi mà mua xe ở bên Xe Đạp Thể Thao Quang Lâm thì các bác sẽ nhận được những món phụ kiện kèm theo xe, như là gọng bình này, bình nước này, đèn hậu, đèn tích hợp còi, một đôi chắn bùn trước sau và một bộ lục lăng, giúp các bác có thể là dễ dàng tháo lắp xe tại nhà. Khi hàng về đến nhà rồi thì các bác được phép mở hàng ra kiểm tra hàng thoải mái giúp em, kiểm tra đúng màu sắc này, đúng mẫu mã, đúng theo những gì nhà em đã quảng cáo, đã giới thiệu, thì khi ấy các bác mới cần phải nhận xe và thanh toán tiền giúp em, đã quá là ok chưa ạ. Và khi mà mua xe ở bên nhà em nhé, đối với những cái bản xe bình dân thì các bác sẽ không cần phải đặt cọc đâu ạ. Chỉ có những cái bản xe giá từ 12 triệu đồng trở lên, những cái bản xe cao cấp thì các bác mới cần phải đặt cọc thôi. Và tiền đặt cọc cũng không nhiều. Tiền đặt cọc thì tối thiểu chỉ có 500k thôi các bác. Chỉ có 500.000 thôi. Cái tiền đấy coi như cái tiền để tạo dựng niềm tin, uy tín và trách nhiệm khi mà các bác mua hàng. Đấy, khi mà thực sự mà tin tưởng bên nhà em rồi thì cái việc đặt cọc thì nó là điều quá là đơn giản luôn đúng không ạ. Bây giờ em sẽ tiến hành lắp xe nha bác nhé. Đấy, đầu tiên là các bác sẽ sử dụng cái lục này là lục 4 đúng không em? Sử dụng lục 4 nhá. Đấy, để tháo cái ốc này ra này. Đấy, mà các bác tháo lưới lỏng nó ra. Thực ra thì lắp đơn giản lắm các bác, chỉ cần một chiếc lục 4 này, 5 này và 6 này. Đấy là đã có thể là lắp được rồi. Và tiếp theo đây là các bác sẽ sử dụng lục 5 nhá. Lục 5 để vặn cái ốc ở vị trí này ra giúp em. Đây ạ. Đấy, vặn hẳn ra nhá.
đối với những cái bản xe cao cấp như này thì các bác chỉ cần lắp tay lái và cọc yên thôi nha các bác nhé. Đấy, lắp tay lái và cọc yên thôi. Đấy, sau khi bà đã cái đầu này các bác đã xoáy về đúng cái hướng của nó rồi, vặn về đúng hướng thì các bác bắt đầu là các bác vặn ốc vào giúp em nhé. Cái ốc ở vị trí này này là các bác sử dụng cái lục 4 này. Đấy, lục 4 cho em. Khi mà lắp đầu xe xong rồi thì các bác là lắp cái bánh vào giúp em này, lắp bánh trước vào giúp em nhé. Đấy. 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 Tiếp đến là các bác sẽ lắp cái bánh đằng trước giúp em nhé. Đây là trục tháo nhanh các bác ơi. Đấy. Và tiếp đến thì các bác sẽ tiến hành lắp cọc yên giúp em. Lắp cái bánh đằng trước thì thực ra có cái trục tháo nhanh thì lắp rất là đơn giản thôi các bác ạ, cực kỳ là dễ. Đấy, chưa đầy gọi là chưa đầy 30 giây đã lắp xong rồi. Và nội dung video tiếp theo thì em sẽ tiến hành review cũng như là báo giá để các bác có thể nắm rõ được cái chi tiết cấu hình của bản xe này và giá của bản xe này nhé. Bản xe này thì sẽ có cấu hình như sau này: khung xe, càng xe, cọc yên được làm hoàn toàn từ cái chất liệu là carbon rồi. Đây, như các bác có thể nhìn thấy đây, khung xe được thiết kế theo dáng khí động học này, đầu xe thì được thiết kế theo dáng đầu cá mập. Khi các bác đi xe sẽ làm giảm được cái lực cản của không khí nhé, đạt được tốc độ tối đa nhất của em này. Và pô tăng ghi đông của nó này thì được làm từ nhôm nhé, đúc liền nguyên khối đây, các bác có thể nhìn thấy đây, đúc liền nguyên khối nhé, rất là đẹp luôn. Cổ là cổ vuông đây các bác ơi, cực kỳ là xịn sò luôn rồi. Và cái bộ đè này, bộ đè là đè lắc đây các bác, bộ đè là đè lắc được tích hợp cùng phanh. Phanh của nó là phanh đĩa củ dầu cả trước cả sau nhá bác nhá, đến từ Richopec đây. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn rồi đúng không ạ? Và cái phuộc này, phuộc đơ được làm từ carbon vô cùng là to, vô cùng là dày dặn và chắc chắn rồi. Đến từ thương hiệu Twitter đây rồi các bác nhé. Đây, đây là trục tháo nhanh, được trang bị cho bác trục tháo nhanh ở cả bánh đằng trước và bánh đằng sau. Trục tháo nhanh là đến từ Richopec đây. Đến tiếp đến thì bộ chuyển động thì sẽ gồm có đây, 2 đĩa này các bác ơi, và 12 lít thả ở phía đằng sau đây.
bộ chuyển đĩa này, chuyển líp nhé. Đây, chuyển líp đây. Và cái bộ đè số đều được đến từ Richopec. Và đùm là đùm nhôm bì bạc đạn. Đây, đùm của Richopec luôn này các bác này. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn nhé. Xe có cái độ chứa này cực kỳ là ok luôn rồi. Trục là trục rỗng đây. Đùi đĩa thì được làm từ nhôm. Và đùm nổ của này không... Tiếp theo này, cái vành là vành nhôm 4 xăng. Đấy, vành nhôm 4 xăng nhá. Lốp mang thông số là 700x25C. Lốp của Innova này các bác ơi, Innova Pro đấy. Cực kỳ là xịn sò luôn rồi. Cọc yên là cọc yên dạng dẹp, được làm từ carbon này các bác ạ. Rất là xịn sò luôn. Yên thì được bọc một lớp mút da. Và được thiết kế cho bác cái lỗ thoáng khí đây. Hình dáng là cực kỳ là thể thao nhá. Bản xe này hiện tại bên em đang có size 2 size là size 48 này và size 46. Để các bác thoải mái lựa chọn size và màu thì có đầy đủ màu các bác lựa chọn. Mới nâng giới thiệu với các bác đây là màu xanh đổi màu hay còn gọi là xanh đến tím nhé. Màu này thì cực kỳ là hot luôn. Đấy, được các bác ủng hộ rất là nhiều. Và tiếp theo này, có màu đen này. Đấy, màu trắng đen nhé. Màu ghi sáng này, màu ghi tối này. Màu nào thì cũng rất là đẹp luôn rồi. Các bác thích màu nào, các bác chọn màu đó cho em. Và video của em thì ngày hôm nay xin được kết thúc. Và em xin báo giá bản xe này luôn nhé. Bản xe này thì có giá là 16.500.000. Và video của em ngày hôm nay em xin được kết thúc tại đây. Các bác đã xem đây rồi, các bác yêu quý em này, yêu quý kênh thì đừng quên cho em xin một lượt chia sẻ kênh, một lượt đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất từ bên xe đạp Quang Lâm. Em chào và hẹn gặp lại các bác vào video ngày mai ạ.